Và hãy xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Tùng MG được trở thành là vô địch khắp vũ trụ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần 2 chặng đường đi bắt Mosasaurus. Thì ở tập trước mình và Sĩ và Hoàng Anh đã sắp mặt lờ với chỉ vỏn vẹn hai con Megalodon với level một con 80 mấy và một con 104. Và sau khi tem nó thì mình và Sĩ và Hoàng Anh đã dành một tí thời gian ra để train level nó, và bây giờ nó cũng kiểu như là khá là mạnh rồi các bạn. Thì mình sẽ nói về cái lý thuyết để tem Mosasaurus ở tập này, và chắc chắn tập này sẽ có Mosasaurus nha các bạn. Thì việc đầu tiên mình cần có một con để tăng cho con Mosasaurus bắn đánh, và trong lúc mà đánh nó đánh một con Megalodon thì mình và Sĩ và Hoàng Anh sẽ bắn nó cho đến khi nó xỉu thì thôi. Thì trên lý thuyết là vậy thôi, còn khi thực hành như thế nào thì mời các bạn đón xem tập này nha. Rồi, và bây giờ thì các bạn nhớ đăng ký, share và like và bấm vào cái chuông để xem được video mới nhất của mình nha, và giúp mình đạt 10.000 subscriber trong thời gian sớm nhất nha các bạn. Rồi, thì ở tập này mình đã chuẩn bị rất là kỹ càng luôn. Đầu tiên mỗi người sẽ là 3 cái đồ lặn. Rồi, ai nấy lấy đi. Tôi có 3 cái luôn rồi nè, bây giờ tôi mặc vô một cái trước đi. Tôi lấy 2 cái quần, 3 cái áo và 1 cái 2 cái vây rồi. Trong bên Fabi cái tờ này còn nhiều lắm Sĩ, cứ lấy để đem theo đi Sĩ. Sĩ mang 2 cái quần với cả 3 cái áo với cả 2 cái vây đi. Lấy thêm vây đi, 3 cái vây đi, nó chắc. Đó, anh lấy rồi đó. Rồi sau đó tiếp tục là bên Smile này có Robo rất là nhiều. Anh hiện tại mình đang có là 3 4 cái được 5 cái luôn, 5 cái Robo. Rồi ai còn thiếu lấy thêm đi. Thà dư còn không thiếu. Rồi ok, bây giờ tôi có Biotoxin rồi nè, có thịt đùi nè. Thịt đùi. Tên độc không? Phát tên độc. Hả? Phát tên độc. Tên độc đúng không? Bây giờ tôi có 258 nè, bây giờ cần nữa không? Sĩ cần bao nhiêu? Sĩ có bao nhiêu rồi? Em có 238 luôn. Thế thì ông vứt cho tôi, mỗi người vứt cho tôi xin 50 cái đi. Ok. 50 cái lắm không ạ? Rồi tôi vứt cho một phần nửa luôn nè, 100 nè. Ông vứt cho tôi một lửa này. Ai tanker bây giờ xác nhận ai tanker, ai cứ tôi là tăng, tôi là tăng nè. Tôi tăng còn, ok vậy tôi tăng, tôi không cần bắn nè. Vứt ra hết nè, đó. Rồi ok. Rồi đó, mình là tăng cơ nha các bạn, mình là lấy một con Megalodon đứng chịu trận, và phần còn lại sẽ là Sĩ và Hoàng Anh làm hết, được chưa? Ông cầm cho xin cả thịt đùi đi. Rồi tôi sẽ cầm, rồi tôi cầm hết rồi đó, 200 mấy thịt đùi rồi đó. Rồi okay. Bây giờ mặc áo vô, mặc vây vô, cũng không cần phải vây nữa các bạn. Rồi chưa, anh em sẵn sàng chưa? Chưa. Rồi và bây giờ thì mình sẽ ra cái con Megalodon tăng ha các bạn. Để mình quên nó cái quần. Quần là chống lạnh đấy, quan trọng lắm đấy. Mà tôi hình như tôi có chế rồi đó. Tôi quên lấy. Quần chống lạnh trước khi xuống nước là ăn cho nó no đi nhá, đừng để đói nhá. Ui quần thiếu polymer ông ơi. Mỗi người một cái là được rồi, mỗi người một cái là quá đủ rồi. Đi ông ơi. À, tôi chưa có quần. Sĩ có 2 cái, đưa cho ông một cái. Đâu, sĩ, đưa anh cái quần cho Sĩ. À, Sĩ đĩa hả ta? Hello, Sĩ ơi. Em đây. Gì đây? Anh cần cái quần hả? Đưa anh cái quần đi. Ui, em okay, dẹp bộ giáp mà sắt giùm anh đi cho nó khỏe không? Em cứ tà lõn ở trần làm tới cho anh. Ok anh. Rồi ok. Và bây giờ mặc quần vô. Đó, hở xuống nước là lạnh nè các bạn. Mà mình thì rất là ghét lạnh, các bạn hiểu không? Rồi anh em let's go ra cá mập nha. Cá mập yêu ơi. Cái con level cao nhất là tôi lên mát tăng đó nha, từ nha. Cái con level 94 này ông đang cởi là lên mát mát tốc chạy á. 207 205, đây 205 đây. Chạy như một con điên luôn. 20k máu các bạn, 20k máu. Rồi nè, tôi biết con Mosa nó nằm ở đâu rồi.
Tôi nhớ tôi có thấy Xíu lần đi, rồi. ui Ok, mọi người đi ai theo cũng tôi. Let's go. Ui, đừng ấy. Tôi trầu lên nước là chết luôn á. Hãy coi đi qua đây khoảng chừng một này cây, nó vừng. quẹo phải một cây là tới. Có một con Mosasaurus là 36, level 36 nó ở cái khúc mà xéo xéo bên đây nè các bạn. Đi, đi sâu xuống không ơi, Đi đi, mắc công là đi đây dướng mấy xuống. con cá mập đó. Và các bạn biết rồi đó, đặc điểm của Mosa cũng như là đặc điểm của những cái con mà nằm ở phía dưới là khi mà các bạn dụ nó lên là nó không bao giờ nó lên. Tới một cái ngưỡng nào đó là tự động nó sẽ quay trở về, nó không đánh các bạn nữa. Bởi vì nó là Anh biết khó. bao nhiêu con cá mập nó dí ra không? Ok, bây giờ sao ông lia không? Con đèn Không lia liền gì, ông cứ đi thôi. Mình quan bên mình có bắt cá mập ở đâu mà lia làm gì? Cái vấn đề ở đây Mời là là nó dí không? dí theo Ông hơn mười cứ mấy bơi con xuống à sâu thì dí hết làm gì, stamina ông ông cứ ơi, quay bơi lại con xuống. vào tôi ông ơi, hết stamina rồi, hết stamina Không hết stamina. Không phải luôn. Ôi trời, mất stamina Đông lắm rồi. anh thấy không? Quay Trầu lại đi trầu anh lên, nhìn trầu đi. lên, trầu lên, trầu lên, trầu lên, má phải đem theo con Giga nữa, Hello. ngon. Ôi em không mang dí á. Phải re. Tôi trầu Anh là lên một nè, ấm nè. luôn rồi. Thế làm sao Có khi đây? phải đi thường thôi không ạ, không đi được kiểu này đâu, đi kiểu này thì hết đời stamina. Anh thấy cái con cái gì bự dữ vậy. Đấy, từ Con từ. cá mập à. Khoan khoan, anh em tập hợp đi, anh em tập hợp đi, đừng 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 đi xin bại sĩ, chạy lên anh sĩ. Anh em tập hợp đi, anh em tập hợp đi. À, bây giờ Đi sao thường thôi ta? em, đi thường thôi bay. Nghĩa là bây giờ ông muốn tránh được cái bọn kia thì ông tránh được cái bọn kia nó không đuổi thì cắm một phát thẳng xuống dưới nước, ông hiểu không? Mà đi bơi thường thôi, bơi không ăn sữa, không mất stamina nữa, ông hiểu không? Rồi, ok, nè, đây nè, lặn nước mà giờ nó đón đầu hết trơn rồi nè, thấy không, quá trời luôn, không được rồi, không được rồi, quá trời luôn. Kệ Chắc là nó, tôi mình đang bơi thường nó đuổi được mình đâu, mình bơi thường nó có đuổi được mình đâu. Kệ nó đi, vấn đề là nó đuổi được tôi, tại vì tôi không có nâng con này là cái tốc độ chạy được, ông chạy nhanh nó khác, tôi nâng con đó mắt bít luôn mà. Để tôi bơi thường mà ông. Đi, tôi rũ hết rồi đi. Xuống đi. Đi sĩ, đi sĩ. Đi thẳng theo tôi nhá. Ủa sao anh không thấy em cưỡi mà. Mà. Cái cá mập nó tự chạy em. Sướng anh chạy đi. Bơi thẳng ra tôi à, theo đang theo cái đàn cá mập đang đuổi tôi này. Cá mập bên phải anh nè. Đầu chơi anh có một con nữa. Cẩn Ok, thận nha. mà bên đây có màu xa, bên đây có màu xa. Ui, bên đây có một con bự cho bá như thằng đá luôn kìa. Hết tanh, hết Bên này bên banana. này ủa bên này cũng có một con mà con bự tội chà bá, ý là anh tem con này hả? Không không, con đó con phải mua xa. Con này chỉ là đệ của Musa thôi. Anh ơi hơi đông đi anh ơi. Qua đây Mua lên lên xa của lên anh. lên cục dầu này là thấy nè, lên cục dầu là thấy nó gần cục dầu này nè, hồi nãy anh nhớ không lầm là anh có đi khảo sát tình hình. Musa là chúa của vùng biển mà. Nó như kiểu Giga thế Ui, giới. Alpha, em ơi, Alpha, chạy, chạy. Má, không được. Alpha. Không được rồi. Không lia được cái đám cá mập này là không, không ăn cơm được luôn á. Chết Trở về mẹ bờ rồi. đi. Đông quá rồi. Cái vùng biển vùng què gì mà toàn cá mập không. Lui nhẹ cái này, lui nhẹ cái này. Anh về anh mát bay snow cái này. Mẹ Hex Mát Bino cái này by tính nữa. Mát Giga cũng được nữa. Tôi chết cha, no. tôi Mát bị no, nó quýnh chết rồi, chết tôi đi. Anh đang ở đâu à? Em bị hơi đông mà anh em bị hơn chục thằng đuổi Ui, Alpha nó vô tới đây luôn. Mấy cái đáy chết mẹ rồi. Coi Mọi tao người mày chơi chơi coi. mình Tao mày chơi chơi là cái coi. nào mà tôi đi Tao mày chơi coi. Ghê. Nó đuổi À, có ai có loại cover tôi không? Có ai có loại cover tôi không?
À, tại vì đang hồi mà. Tại vì đang bơi chậm cái là tự hồi mà. Tôi đang bị alpha đánh nè. Có thể con này bước luôn nè. Ủa phụ anh chạy cái... đi. Ôi, ông nghĩ ông đang cởi, ông thử ông cởi con này đi, ông biết liền cái gì. Ông đang cởi con mà tôi đang mass beat luôn. Trâu dữ trời. Rồi trâu lắm em. Con máu ui. Gần được em ơi, gần được em ơi. Gắn gắn em ơi, giết con này lên level thao hà luôn á. Anh tăng cho hai. Có đồ không em, có đồ không, có đồ không? Lên bộ xà. À, trên trên pha, trên pha có con lù ấy, pha nó cho đồ đúng không đấy? Đồ vàng ấy à, đồ vàng cả đồ ấy đấy. À, đồ con nào đấy? Con le. À, ông ra cái khúc mà ta 90 75 76 77 là có combo xa đó đó. Có thấy túi đồ không em? Có gì đúng không? Có tầng đồ cùi bắp không? Đồ xanh. Ý. Lỡ, ê, à sao con cá mập này lên bờ dữ vậy? Đừng để lên bờ quá nha, lên bờ lại chết á. Ui, em phụ anh coi, sao mà cá mập đâu mà, quá trời quá đất vậy. Còn ông người chính cá mập đâu, không sợ nào đâu. À, ông cha ông lấy thịt đùi tôi không ăn không à, vãi ra luôn, ăn khôn thế. Mập thì mập mà ăn thì ăn. À, em để cho anh bữa anh gửi mấy cái đồ lên, nặng quá. Ôi, cá mập em cũng vậy luôn rồi. Nặng kinh luôn. Thôi đi đúng rồi. Má vứt bớt ra mới được. Nhìn đó một chút đi cưng. Nhìn đó một chút đi cưng. Nè, đéo cho ăn thịt luôn. À, ông đâu rồi, ông đâu rồi anh? Ông chạy khúc hồi nãy tôi nói 90, 70, 75, mấy mấy á. Tôi đang đi tìm nó đây. Ok, ok. Anh em dành đồ cực đi gần hết à. Đi đâm một mạch xuống, vào xuống dưới luôn nha. Ok em. Em ra sau lưng anh luôn nè. Ok, bây giờ chỉ cần thấy mô xa là triển thôi các bạn. Bây giờ nói chung là cái vùng biển này mình lia Megalodon cũng gần hết rồi. Nói chung là Megalodon thì ở dưới nó rất là hiếm các bạn. Nó chỉ nằm ở mức mà mặt nước hoặc là tầm trung trung thôi, chứ không có tới nỗi mà ở dưới sâu. Dưới sâu đã có mấy anh mô xa ngự trị rồi, cho nên nó không có dám bén con mẹ này xuống dưới. Mực khổng lồ nữa mới vui. Ui, mực khổng lồ thôi, con đó khó chịu lắm, con đó khó, con mẹ nó chịu. Lê với anh con này nè, em đi hết luôn. Bây giờ chứ ông chỉ cần có cái Blackbeard là bắt được nó rồi. Cái vấn đề mình là... có con tanh rồi, con cá mập không hiểu không? Cái vấn đề là con mập rồi, mình có con cá mập rồi, nên là bắt cũng dễ. Lê hết luôn, con nào lại lê con đó, trừ con Mosa thôi. Mosa hình dạng như nào anh? Hồi em gặp em biết. Nó như cái con cổ dài ấy, nhưng mà nhìn thì nó, đâu nó cổ ngắn. Ừ. Mà con nó mà... có trong cái game gì ta? Có trong cái phim Russian War ấy. À. Phim công viên kỷ Jura 3 ấy. Mình nhớ không lầm là mình 2, 3, anh thấy nó ở đây nè, ở trên có cục vắng dầu là đúng rồi nè, mà tại sao rồi. Không thấy nó ta? Hả? Tôi bị nước điện giật rồi. Thì anh ơi, thay em, các anh thay em. Em phải chơi cả mấy anh đâu. Mà tại anh sao em, ông nó bị gì mà ông lạc loài quá ta?
ông lạc bầy ghê chứ. À, khúc này nè em ơi, khúc này em ơi, khúc này em ơi, từ từ từ, anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Anh nhớ là nó giết Ê, con cá điện à, con cá cá cái chà bạc à, đèn cá cá chà bạc đậu ma vừa nói xong có con mực khổng lồ mà cái kiểu À gì. đúng đúng rồi, mình nhớ là mình gặp ở đó khúc này nè các bạn, từ 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 để mình suy nghĩ coi nó ở đâu. Vừa nói xong Đấy. có con mực khổng lồ Đợi gì biển anh. What can I Đợi do bây anh giờ? nhiều. Bây giờ anh tới cái chỗ của anh đồ đi. Em đâu rồi, sao không Vừa nói bơi xong theo anh? tôi có mực khổng lồ không ấy. Ủa Ui thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, anh em qua đây, anh em qua đây. ui không phải tôi xa thế, tận 3 cây số rồi. Thấy Ê rồi, cái thấy gì rồi thấy nha, thấy rồi. rồi nha, thấy rồi nha. Em chào anh, Đâu vậy? chạy qua anh đi rồi tính tiếp. Kìa nó ở dưới Nó kìa, đâu? kìa kìa cái hướng anh nè. Không không, con đó không Ủa? phải, con đó không phải, con đó con rồi đúc. Còn có dưới này nữa nè. Ok ok đi đi xuống tới tí là thấy à. Tầm nhìn xa, chỉnh cấu hình tầm nhìn xa là thấy nó. 36. Ông ơi ông qua đây li li với tôi Ôi, anh cái này nè. em thấy rồi, em thấy Ủa li rồi. li với anh cái con này nè. Ông ơi qua qua chưa được chưa ông? Qua cho Anh ơi, nó như nó qua kìa. À không, nó bỏ đi rồi. tôi đang qua được thì tôi còn cách ông có 3 cây thôi. Ôi, không quá, không quá, không quá, không quá. Em cứ đứng chỗ quýnh là được, chỉ đâu cho tôi không. Để lên phòng đi, mày đứng đây làm gì vậy? Đủ con alpha megalodon thì làm thế nào giờ? Chơi luôn, Chơi chết cha nè. lấy tôi với sĩ mới chơi được con. Đồ đồ gì không? Để lên. Mà nó làm vậy chạy lại không? Đồ đồ Vứt gì không? vứt vứt hết thịt luôn, vứt hết thịt luôn. Không cho nó ăn, không cho nó nhìn đói luôn. Nó mập đầu mùi gì chó. Con này đánh xong cái chạy ta. Ở không vậy à? Ngáo không Rảnh. à? Ngáo. Ngáo đánh vào trái chạy. Rồi rồi ok chào Quýnh lại chào. thấy Chào chào Hoàng Anh tới là thấy ok dí xong hơi đó bạn. Ok chuẩn bị setup nha mọi người, chào Hoàng Anh lại là em bây giờ nè. À, để anh phổ biến phổ cập cho em là anh chui vô đó cho đánh em. À, em đi lại gần anh hiểu không? Không phải nhất thiết là phải lại gần. Đứng 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 vừa đủ tầm cái cung bắn thôi và em nhảy xuống cái mập bắn nó easy. để hết cả mập passive nhá, để hết passive nhá. Ok, bắt xịp hết, bắt xịp hết rồi. Đậu má anh ơi, đâu là alpha đây, hai con alpha được không ạ? À, tôi lại ông đi ẩu rồi, ông đi không không tìm work gì từ. Chết luôn. Anh cố gắng làm sao để anh theo được cái ông theo ông Tùng là được. Chạy chạy qua tôi mới biết chứ giờ tôi không biết ông phương trời nào, ông tôi không có cover được luôn á. Tôi đang cách ông có gần 2 cây thôi. Rồi ok anh em ơi, thôi bây giờ let's go. Chuẩn bị chưa? Thay áo mới chưa? Chuẩn bị hết chưa? Ok. Rồi xong rồi nha sĩ. Alo sĩ. Ok. Rồi vô nè nè, tiến thẳng vô nè, tiến thẳng vô, tùy trước nè, tùy trước nè. Em nhớ ở bên trái mà. Từ 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 Đó bà bên. Ông kia cũng phi như một con điên. từ 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 nó đâu mà mất dấu nó nữa. Từ từ Em nhớ ở bên trái, bên trái, bên trái, bên trái, bên trái. ok, nó thấy rồi. Rồi, vô tăng trước nè, vô tăng trước nè. Anh chứ ai? Rồi nè, tôi vô tăng trước nè. Rồi nè, đánh nó nè, giờ bắn nó nè. Mình ở trên, đứng ở trên Ui bắn. 77, 70, 70 lận, 70 lận. Rồi đó, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Đạt. Đạt không cần Đang nghỉ rồi đó. quan. Ô sao tôi bị đọc cắn đây? Đậu má Mấy cái lô cái gì vậy? Liên liên nó Mà nhanh đi, chơi liên đồ nó nhanh cắn. đi, liên 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 nó nhanh đi, liên nó nhanh đi, liên 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 nó nhanh, liên nó nhanh, liên nó nhanh. Tôi câu giờ. Liên Đi nhanh đi. đi, đưa rồi. Ta đi cưới đến đấy, đánh anh đi, còn đánh anh giờ. Liên nó đi, liên nó đi. Tới giới hạn rồi, tới giới hạn rồi. Con này không đi đâu được đâu, yên tâm đi. Tôi bơi qua bơi lại vòng 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 vậy. Rồi chết rồi, chết rồi, chết Rồi rồi, chết xong chưa, rồi. xong chưa? Lại Rồi lại nè, lại lại. quay lại, chỗ này hợp lý nè. Rồi nè. Ôi.
Rồi nè, đánh, đánh. Ôi, bắn đánh bắn con như con thằng lằn vậy trời. Bắn 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 coi chừng bắn nó trúng giúp tôi nha. Ơi ơi, ui ui, nó cắn, nó cắn. Đừng đừng đừng, đứng gần, đứng đứng gần quá, đứng ở trên vách đá đi, đứng trên vách đá đi, từ từ. À, nó chạy luôn à, sao nó thấy đông quá nó chạy rồi, sợ nè. Tôi phải cái lồn gì vậy? Cái mập tôi bị gì ta? Rồi này, rồi này, rồi này. Rồi này, nó đang đánh anh, đứng ở trên vách đá, đứng ở trên vách đá. Rồi 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 rồi. Ui nó chạy rồi kìa, nó chạy rồi kìa. Đánh tao nè. Nó thủ mày là tao nè, đúng rồi. Đúng rồi. Thoải mái cho mày bắn luôn. Bao dính luôn. Bao dính luôn, nhanh nhanh nhanh. Tự như một con thằng lằn. Tôi kính lúp, tôi không coi được. Ui nó chạy rồi, nó chạy rồi. Ông đi nữa là bắn nó khó. Ui nó chạy chứ không phải là tôi muốn đi đâu. Cái này nè 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 nè. Rồi đó rồi đó, đó, hợp lý đó. Hai viên rồi đó. Con Mosa này nó cũng kiểu như nó hồi turbo nha anh em, cho nên là bắn phải giữ đam đó. Rồi đó, rồi, nó ép cấu rồi, nó ép cấu rồi đó. Tí nữa là nó tôi mua nó chạy nhá, nó cũng chạy chạy đuổi khó lắm đấy. Ok cho mày đánh thoải mái luôn. Hiện tại bây giờ là 30% máu rồi đó, đi 30% máu rồi. À không không không, 20% máu. Đủ thay tanh thoải mái không ơi? Teamwork là phải như vậy. Nếu mà gặp mình á, một mình thì cũng hơi khó nhằn thôi. Hồi đó các bạn biết mình chơi mấy cái season á, là toàn là chơi súng photon. Các bạn để ý không bao giờ mà mình chơi những cái súng nguyên gốc á. Bây giờ thì thấy chơi súng nguyên gốc nó cực thế nào rồi chứ các bạn. Đuổi em đánh muốn lời cất mũi ra ngoài luôn á. Chơi như vậy mới gọi là chơi đó các bạn. Chứ cái gì đâu mà chế photon ra super trang dry một viên một hit, một viên mấy triệu tô bồ thôi, mấy cái đó là vĩ vãn rồi. Không, nếu mà season cao mà mình làm season lên ấy mà thì mình chơi cái đấy tôi mà khỏe quá thì tôi thề với chắc nó đầy thôi. Tôi chắc luôn, tôi chắp luôn, chắp luôn, chắp luôn. Nó chạy, nó chạy nó chạy rồi kìa, nó chạy rồi kìa. Theo dấu nó, theo dấu nó. Từ theo dấu nó, theo dấu nó. Coi chừng có cá mập nha. Ơi ơi, hay quá, hay quá. Đi sai vậy mà vẫn còn bắn trúng à. Rồi nó quay lại cắn tôi nè, quay lại cắn tôi nè, quay lại cắn tôi. Không cắn luôn hả? Ép cống nó, ép nó nè. Ép nó nè. Liên nó nhanh đi, nhanh đi. Ui. Một người giữ đam, thôi, một người liên, một người giữ đam. Ha ha, ờ đúng rồi bạn anh ơi. Nè nè nè, ép cống nó nè, nó hết chạy, rồi. Rồi, hai đúng rồi, được, cứ bắn đi, tôi ép cống nó nè. Hai. Nó kẹt vô đá với tôi rồi. Yes. Hai. Đúng rồi. Lại theo đi, Hai. Ui, ơi, xéo rồi. Yeah. Lên đó, Điện. Mày. Đừng cắn con Mosa đấy. Biết rồi. Tôi không cắn con Mosa. Rồi. Cứ cho nó ăn đi, cứ cho nó ăn đi. Tôi có thịt đùi. Tất cả đứng yên hết. Tôi có thịt đồ, tôi vô cho nó ăn liền. Vô anh ơi. Cắn một con biotoxin vô liền. Rồi. Hay quá. Đỉnh của đỉnh. Nếu mà nãy cao hứng nữa mình chơi con cổ dài không anh em? Chơi thêm con cổ dài đi ha. Đủ đạn không? Đủ anh. 177. Rồi sau xong con này chúng ta sẽ chơi thêm con cổ dài đi. Cao hứng quá mà, Anh Hoàng Anh, có gì á, khi lúc anh bắn á, anh kêu cá mập lại luôn. Cái lúc mà nó bụi bỏ chạy cái mình leo cá mập mình dí luôn. Sao? Ý em nói là cho cá mập follow mình đúng không? Ý cái lúc... Dạ đúng rồi, nó follow mình. Xong cái lúc mà cái con này dụ nó bỏ chạy á, thì mình leo cá mập mình dí ra mình bắn luôn. Ừ. Cũng đồng ý. Bây giờ sẵn tôi đi lấy silica luôn mà silica giờ nó đầy quá. Nhét vô con Mosa. Con Mosa màu đẹp đấy nhỉ? Mùa sau lên có 17 level. Vừa bắn thấy mẹ. 17 level là ghê rồi.
thì nó level 36 nó cộng lên được có 17 level thôi. Không phải ấy, nó tùy theo cấp nữa, nếu nó 150 nó sẽ cộng được lên 6 mấy 7 mấy level nữa. Ngon. Cấp đó có 36 mà. Mà đa này nó to gấp 2 lần cá mập. Chạy nhanh gấp 2 lần cá mập. Nó kiểu giống như con Gigan ở trên bờ vậy thôi. Đúng rồi, con này nó là Gigan ở trên bờ đấy. Gigan dưới nước chứ. Mày ghé dưới nước à ông trời. Trên đồ riết nháo. uống sữa cho giả đồ. Nếu mà bây giờ muốn tìm cổ dài á thì nó sẽ không có dưới cái vùng biển này đâu các bạn. À, không phải là dưới vùng biển này mà là khu vực này không có. Khu vực ở bên mà cái cổ dài cái... nó còn đi hai con một lúc. Đúng rồi, đúng rồi. Cổ dài thì nó đi bầy đàn. À, lâu lâu xuống mới có dài. Dịp xuống đây mình lấy một tí silica này. Ui ở dưới đây có mấy đây. Con gì nào ông ơi? Cái con ký sinh trùng, mấy con lăng quăng không, đồ. Không 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 không, con này có ốc anh giống như ốc anh chủ vậy đó. Để tôi coi. Vô tôi xin con ngoài con này tôi nhanh hết. Ui, à tôi nhớ rồi, tự nhiên hồi nãy tôi đang chạy cái con cá mập tôi nó bị cái hiệu ứng gì đó nó giống như nhiễm độc vậy, con mấy con quỷ này nó ra chứ đâu nè. Vô tôi xin ông ơi. Vô tôi xin, ok. Tôi nhét ở trong con cái người tôi. Tôi cho nó ăn bio tôi xin tiếp. Cá mập mà không bơi lùi được, cá mập dởm. Em thấy con cá nào bơi lùi không em? Em đang cho nó quện nhau mà. Ui quện để sao đi, để sao đi để anh mượn thằng tí. Quện gì giờ giấc này tối tối mới quện. Hai cái giống đực quện nhau được không ta? Không được đâu. Không không. Game nó không có cho em cái làm mấy cái trò biến thái gì được. À, thử giết con này con nó ra gì không? Ui. Ui à, nó ra cái amorphin này các anh em. Nó ra cái a cái giống như là cái chất độc nè, ammonite nè, cái này để chế súng, không biết là cái viên đạn này với cái viên đạn shocking này nó cái nào nó sẽ mạnh hơn nhờ ông nhờ. Ôi mình ở dưới đáy biển đúng rồi anh. Ừ. Mình kiếm cái gì ta? À, gì? Cái vĩnh, cái gì? Cái què gì quên mẹ rồi. Má ăn riết lú. Ăn nhiều ngu đủ nhiều lú. Four zero two. Yeah, đây. Đây. Đây rồi. Bú một miếng bio tôi xin vô. Rồi ok. Xong, như vậy là hoàn thành rồi các bạn, bây giờ mình sẽ chờ cho con quỷ này nó xong đi ha. Rồi sau đó mình sẽ đem về. Chắc chắn nó sẽ đem về, không thể nào mà để bừa bãi vậy được. Và không chúng ta sẽ đi tiếp tục đi kiếm cổ dài. Thì thường thường cổ dài nó sẽ đi cặp, cho nên là có thể là vất vả gấp đôi đấy. Nếu trên đường đi thấy cổ dài thì rất là tốt thôi, chả vấn đề. Anh Sergio ông ơi, ông tem nó luôn hả? Nó con này level 108. Con này khó lắm, con này bắt. Theo lý thuyết là tôi biết là nó không tem được không? Đừng nó không tem được đâu anh. Bắt được đâu? Bắt được rồi. Ngáo à? Bắt được. À, không có. Tem được thì được có trắng. Tem thì được có trắng. Tôi chơi official tôi bắt được hàng mấy trăm con này ông đã không bắt được. Ờ, con chó này mấy con Andrew này. Con này nó chuyên cắn lấy CDK thôi. Lấy CDK? Ừ. Trời ơi, Andrew mà. Ừ. Con này có CDK đâu ba. Ừ, con này. Để em tem nó cho, để em tem nó cho, đừng giết. Chết mẹ luôn rồi. Ui, nó đang đánh nè. Server này thì chơi được bao nhiêu người nè? 4 người. 4 người. Các bạn em vô được không nữa, được không anh? Được.
Dành là vào nói chung thôi, là bao nhiêu bán người mắt mình là 4 người tính cả anh luôn thì anh sẽ gánh hết, anh gánh kiểu như cái máy anh mà đường truyền mạng anh gánh hết, anh là kiểu như chủ nhà vậy đó, không còn khi nào mà giống như là cái server thì để máy chủ ảo nó gánh. Ok sao các bạn nhớ anh Excel này không, nó là cái nguyên liệu để chế cái đạn với cái súng photon đó các bạn. À, giờ chơi là viết mấy con anh Excel nhớ đờ đúng vãi cái lồn luôn, đờ đúng có xem cái này thì địt mẹ mày luôn. Và bây giờ thì ôi nó cộng có 17 à, vãi cái lồn. Thì em nãy có nói đó nó cộng không? Ôi xong không ơi. Rồi rồi đi về đi về đi về nhanh, tranh thủ tranh thủ tranh thủ, hư áo. Hư áo là vải cứt luôn. Chết chìm luôn. Gọi đi theo. Rồi. Đi thôi. Rồi dẫn nó về thôi anh em. Về nhà mà nhà mình gần đây mà đi lên trên đầu một tí là mình đi. Bao gần luôn. Khỏi để đừng để cho nó bắt bắt xịp nha, để nó nêu trò liền đó, con nào quậy là xử liền đấy chú rổ anh. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đi về nhà có con này và đi ui đi đi tem thêm em cổ dài nữa nha các bạn. Rồi, xong rồi, rồi và bây giờ mình làm cái đầu cưỡi cho Mosasaurus nha các bạn. Một đầu cưỡi thì Mosa này các bạn cũng biết là nó cũng giống như cái con cổ dài ở trên bờ. Cái mờ của mình đó là nó có cái lát phơm ấy các bạn. Mosa Sarot. Con gái như cũng bị đẻ anh ơi. Ui mà bị kiếm 1.200 hả? Chà khó. Con cái chuẩn bị sắp xanh rồi kìa. Các bạn chuẩn bị ra đỡ đẻ. Không ai quan tâm. Nhanh ra đỡ đẻ. Không ai quan tâm. Tàn dạ. Không ai quan tâm. Cái đấy người tàn nhẫn. Má 1.200 toàn hả? Trời ơi chết luôn. Ra phụ tôi vận chuyển đồ vô. Bỏ vô xì mai nha ông, bỏ vô xì mai nha. Ai mới thoát ra thoát vô vậy? Xỉ bị ao à? Vào giờ. Bị găng rồi, bị găng rồi. Hai bốn sáu tám mười rồi ông nữa là xong. À, Mosa như vậy là metal mình đã đủ và bây giờ hai fiber cementin mình đủ rồi, silica hơn là hồi nãy tôi có lấy silica luôn á nha, quá vãi luôn. Vô kỳ ta kêu sĩ vô đi. Alo sĩ ơi, ra mà nó cũng vẫn còn hoạt động kìa. Ui nó sắp chết rồi, gì rồi? Cái gì ta? Không phải nước của em. Ủa con Mosa đâu rồi? What the fuck? Ngoài mà Mosa đã qua trong luôn. Tôi có bỏ silica vô ông làm mấy cái thứ đó thì tôi bỏ silica con Mosa vô cái đó. Mosa đâu rồi? Mosa túc vào đây nè ông ơi. À nó đều chờ bỏ sao rồi. Đặt cái con sứa đi ông ơi. Ok. Ê, cứu tao, Mosa ơi. Mày quá. Phải cắt luôn. Thanh niên hổ báo. Ôi, ơi. Ôi, cắt tâm, phải xa giờ. Anh ơi. Ôi. Trời, Mosa này điên à. Ôi, ông ơi, nhặt đồ cho tôi cái. Bố xa đâu rồi? Kìa. Bố xa này bị ngu à? Sao không ăn rồi đi? Về nó. Ui nó cũng bị chích điện rồi. Chết con thấy mẹ luôn. Nó bị chích điện chết mẹ luôn. Ui. Chết rồi. Vãi cái lồn. Rồi đồ má nó xong luôn rồi. Okay. Chết.
Mẹ ơi vậy má thật rồi. má 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 thanh niên hữu báo ra mà đặt lia lia mấy con sứa này không ơi, mẹ thanh niên chui đầu vô má con sứa cứng ngắc ở đầu đéo làm được mẹ đi mẹ má lia nó đéo làm gì mình thì mình đừng làm gì đó là được rồi, lia mấy con này không ơi được. Lia lia đảo quá. Để mua sa pát xịt đi ông ơi. Để mua sa pát xịt ông ơi. Ok liền. Tôi nhặt lại đồ ấy đã. Cái Jackson này là cái gì anh? Jackson là cái gì đó. Anh cũng sợ okay, cái tiếng Anh của em lắm. Cái con cá mặt đẹp. Jackson. Anh cái nhìn nè. Mà cái đó là cái gì? Cái con cá mập, con vật, đồ vật hay là cái gì? Con cá mập, ra nhìn con cá mập nè. Rồi sao? Từ à, nhìn nè. Để anh chế cái là anh chế rồi anh đem ra sẵn anh nhìn luôn. Giờ silica sẵn. Bỏ vô. Mosa. Đúng rồi. Gì? Đúng rồi. Nghe. Là ông trên Mosa max level đấy không? Rồi biết rồi. Cementin và Cementin. Cementin ở đây. Ủi bên đây còn cái đống CDK mà chạy ra ngoài lấy chi trời. Fiber vàng 2. Rồi đợi mình làm xong cái đồ cưỡi Mosa là mình đi liền nha các bạn. Nhanh nghe thôi. Làm xong đồ cưỡi Mosa rồi mình phải train nó một tí nữa. Train nó lia hết cái vùng biển đó nữa. Rồi sau đó mình mới yên tâm mình đi xuống cho tăng cho hai ông nội rồi bắn con cổ dài. Chắc là tôi nghĩ nếu mà gặp hai con cổ dài á không, chắc tôi phải giết một con level thấp hơn á. Đúng rồi, thì con level thấp hơn. Mà tôi lỡ mà ví dụ mà tôi giết con level thấp hơn á thì nó trúng cái con level to. Mất công cũng mệt. Dù ra chứ tách kẻ đàn đi. Thôi ông làm như dễ tách à. Rồi, xong, có đồ cưỡi Mosa rồi. Rồi đi ông ơi, ông chuẩn bị chưa? Kia đâu rồi? Kia chạy mất tích đâu rồi? Sĩ đâu rồi? Mất tích. Rồi. Sao cái phím chat chat ở trong đây là phím gì anh ta? Phím chat là phím gì? Phím gì? Enter hả? Enter. Đi đâu anh? Em đi ra nói với thằng bạn. Ở cái Discord kia kìa mà nó kiểu nó ra, chỉ cần nó out ra là nó bị kiểu tắt máy anh. Rồi let's go em ơi, đi. Bây giờ nó gần đẻ ra anh ơi. Thôi kệ đẻ kệ đó. Cho nó được đẻ. Lần đầu tiên được làm mẹ. Cảm giác lạ lắm đúng không con? Nhưng mà kệ mẹ mày. Rồi và bây giờ mình sẽ đi thêm cổ dài nha các bạn. Em lấy ngoài đây có con 205 nè em, hoặc là lấy con nào cũng được tại vì có anh tăng rồi khỏe lắm. Chả vấn đề. Sao ông cho nó lên, ông cho nó lên tầm khoảng 20 cả máu rồi ông full hết đam không ạ? Ok. Mỗi lần nâng được 600 máu. Ok và bây giờ đi kiếm cổ dài rồi nha anh em. Hướng nào tôi chạy lại, hướng nào tôi chạy lại. Cho xin cái tọa độ. Hai cái nút. Giờ tôi đang chạy một về một hướng nha, không biết ông xa hơn hay gần hơn. 8937. Em bị lắc game, tôi quay lại từ đầu. 8937. Con này đẹp. Sao? Không ở nhà, sao mà mày phải ra đón tao chứ? Thì yên tâm. Tao đéo đón mày đâu. Ok, tôi thấy nó đang đuổi tôi nè, đang đuổi tôi nè. Chạy lại tôi. Thôi mà không được, má bên đây cả đống, cả đống người dí tôi luôn. Đó, để tôi lìa hết đám này mới được. Bên ông có còn phải không? Vô chưa? Vô được server chưa? Alo, ông đâu rồi? Làm ao server chạy đi, cứ chạy đi, từ từ tính để tôi lìa hết cho. Chứ giờ đông lắm, ông không nhảy xuống bắn được đâu. Nó đang. Đó, tao mới gửi lời mời cho mày con, đó. Có hai con mà bắt buộc mình phải giết một con các bạn ơi. 96, một con 96 nha. Con này 96, con 28 rồi, giết con 28. Từ từ. Ờ đúng rồi. Con đó. Ừ.
rồi nó lăng sau về, lăng sau về, từ từ tôi dí xong con này cái đã, tôi dí xong con này cái đã, từ từ bây giờ từ từ đây tôi đang dí con này nè, con dí tôi dí con 20 mấy rồi đó, cái con còn lại là đang dí ông là con 96 á. Ông cứ lia đi. Rồi xong tôi lia một con rồi đó, từ từ tôi quay lại tiếp, ông cứ quay vòng vòng đi, ông cứ chạy vòng vòng đi, tôi lia hết hết sứa hết này hết nọ luôn, má mắc còng lắm. Tôi chưa thấy ông nè, cầm một khổng lồ đó, động quá, cầm một khổng lồ ông ơi. Ok, tôi lia nó luôn. Ôi nó nắm đầu tôi không ạ, nó nắm đầu tôi, chưa có tuổi để nắm đầu tôi đâu. Ông cứ chạy đi, từ từ. Thằng sĩ bắt đầu dí rồi. Em bị lạc cái địa chỉ anh ơi. Chết mẹ luôn. Em bị chính cái nhân vật, em bị chính cái nhân vật giả của anh. Ui mù rồi ông ơi, mù rồi, mù con mắt mẹ rồi, mù con mắt mẹ rồi, từ từ. Nhìn cái ấy, nhìn cái hot ấy, nhìn mi game mà đó, thấy mà. Nhìn cái hot là được. Là quay về. Dạ đúng rồi, nó bị lắc xong quay về nhà luôn nè anh. Ghê vậy. Ghê vậy không? Em chạy theo cái hot đó, em quay về nhà luôn rồi. À ông tới đâu rồi? Tôi đây rồi, con này cắn chưa được 1000 máu nữa. Ui, có hai con ơi, chết mẹ rồi. À, có hai con Mega Loden mà nó đang kèm theo con cổ dài, sao tôi đánh được con cổ dài đi trời, nó đánh được con hai con Mega nè. Con cổ dài đi để tôi đi. Ờ tôi giết rồi, hổ tôi nè. Đúng rồi, tôi tách nó ra nè. Cổ dài đang giết tôi nè, đi hai con cái mập đi. Cổ dài đang đánh tôi nè. Rồi, ok nè, đang đánh tôi nè. Sao lưng không có con Andreo nữa nha. Ok. Tao cho mày đánh tới sáng, luôn. Có Andreo nữa kìa. Ui có con sứa không ơi, má tôi thấy ông bắt hàng quá nên tôi lên nữa. À có cỡ 7 con sứa nữa không ơi. Để tôi. Gì? Từ từ, đừng. Đừng ảo, tôi đánh vòng lại, tôi đi luôn. Rồi ok xong. Rồi đó, đánh tôi mỗi tội cả. Cái gì đâu rồi. Kìa, nó càng cao rồi nè, để tôi. Mà nè, đánh tôi nè. Bắn nha, bắn nha. Ok, bắn đi, từ từ. Không. Rồi, bắn đi, vô được. Rồi đó. Chơi đi. Sĩ nhanh ra, sĩ ơi. Nhanh ra phụ anh nè. Ok. Ôi tôi nhớ là hồi nãy nó đánh tôi có 71 rồi. Con này hình như là 114 là sao ta? Khó hiểu ta. Con này 3 hộp. Hiện ơi. Tao gửi lời mời chạy theo game á, chạy theo chưa? Em đâu rồi sĩ? Con chỉ sói này bắn nó phải lâu hết đấy. Không sao, tôi chờ, tôi lo, tôi gánh. Tôi tăng hết. Cố gắng vô mẹ. Ui, cái con mình để ý các bạn, hình như là cái oi này là cái oi mà hồi nãy mình mới vừa viết giết con mực nè các bạn. Cái oi này nó màu kiểu như nó màu tím tím, nó không giống màu đen mà nó lúc mà mình đập cái cục oi ra các bạn. Nó cũng là oi thôi. Hình như là cái này là thích lớp, cái lớp này thiếu chữ O. Nếu thêm chữ O thành máu rồi. Thoải mái đi. Khi mà tôi cạp nó một cái nên nó tôi cạp ngay cổ nó một cái là đầu liền khỏi cổ. Mình thấy có logic game chứ phải vậy, kiểu như cái đó là chí mạng á. 50% máu rồi nha, 50% máu rồi đó. Cắn máu luôn, cắn cho này luôn, round rim mid luôn. Round rim fit mid. Một thằng bắn tôi dồn lâu lắm, thằng sĩ nó không ra, thằng sĩ nó chạy mất tích đâu ấy. Em không biết vị trí anh ở đâu cả. Ủa cái hot của anh nè, chết mẹ.
Em có thấy lắc nó có đứng chị hót anh không? Ok, giờ em thấy rồi. Ui, vậy đó luôn. Còn cách anh nhiêu nữa để anh thông minh, anh canh. Dạ, 2 cây. Chạy ra đây. Musa này vẫn to nhất. Musa mấy cả bực vẫn to nhất. Ple vẫn bé hơn Musa. Bởi vì anh nói rồi, đi đi chung lúc để cho nó khỏe không? Giờ người thọt người này người kia tính không như ban đầu. Giống như đi là không bao giờ mà đi chung đi riêng được. Bớt lắm là xui lắm, chết thì kiểu như chờ luôn. Đủ tìm đánh, on mít đánh. Tôi sắp không cầm cự nổ rồi nha ông. Còn 1 cây rưỡi nữa. Cú gà tay rồi đấy. Sắp không cầm cự nổ rồi đó. Hiện tại bây giờ còn 25% máu. Bây giờ còn 5% máu rồi tẻ. À, tôi cắn thịt liên tục luôn nè. 328, 314, 315. Round limit cho mày cắn round limit luôn. Kiểu như trong trạng thái bị đánh nó không cắn thịt nó không lên. À lên được 2, 3. Được lên phần nào hay phần đó. Cắn lên. Cắn vô nhiều vô. Tôi không có cung. Úi giời, tự nhiên em gần tới rồi. Còn 100 mét. Nhanh lên em ơi. Tôi đang target nè. Rồi. Bơi theo nó luôn cũng được nữa. Má, bơi theo nó không nổi đâu. Hai. Ủa, chưa xỉu. Tôi đi theo nó. Ôi, em thấy một con y như cũ mình đó nè. Em cứ chạy hơn hết đi. Nó đang tôi mua nó chạy mất dép. À, bây giờ nó dí cực hay sao không? Còn 300. Miếng nữa thôi, một miếng thôi. Đúng rồi, đâm đầu vô tường nè, đúng rồi. Đi theo vết xe đỏ nè. Con xuống. Rồi, tiếp tục bị lắc. Bắn được phát nào? Cái gì hả? Hoàng Anh sao không nói chuyện với tôi hả? Chết mẹ rồi, bị gì bị đánh rồi sao không nói? Bị vãi cả lồn, giờ này mà còn ấy nữa. Ui, thôi tôi lại luôn. Chạy cái anh tí nghỉ. Sĩ ơi. Bị vãi cả lồn. Em chạy ra anh chưa? Ui. Em chạy ra rồi. Vãi cái lồn nó xỉu, bây giờ nó mới xỉu đấy các bạn. Bây giờ nó mới xỉu đấy. Ui hên thế. Ăn thịt này trước đi con, ăn thịt này trước đi, từ anh lấy thịt đùi cho ăn. À, ông bà anh tự nhiên đang quán ngon lành. Lương điện. Để em đánh lạc hướng con lương điện. Giờ anh không thiết tha gì nhiều hết á. À, em ơi, anh ơi. Lương điện nguy hiểm lắm nha. Có một con. Từ đánh nha. Lương điện nguy hiểm lắm á, từ đánh. Chết mẹ, chính xác đích rồi. Tốt nhất là đừng có đánh. Một con cổ dài dí theo em, rồi một con lương điện dí nữa. Anh ly con cổ dài nè, rồi anh ly con lương điện rồi đó, khỏe rồi đó. Khỏe anh. Em đang cởi con level mấy vậy? Level hơi bị cao anh ạ, 100 mấy á. Ok, vậy được. Thì máu anh không đéo còn nhiều nữa. Ok, sorry ông, đông ra đâu rồi. Thôi xong rồi ông ơi. Mất hết rồi ông ơi. Mất hết rồi. Công cốc rồi. Công con cốc rồi. Ok.
Thanh niên chạy đi chạy xa ấy. Ở đây. Lấy xỉu đấy còn gì nữa. Xỉu rồi. Nó lồn nó mà hơn là nó xỉu á. Nó không xỉu là bây giờ bây giờ tôi khóc tiếng miên rồi đó. Hên là nó xỉu á, đang đi giữa chừng tự nhiên tôi thấy là thấy không xong rồi, nó đi hơi bị xa nha các bạn, nhưng mà tại vì cái kiểu như cái cung độc nó sẽ ngắm từ từ. Ừ, con gì ghê, con gì? Lên. Đánh nó đi, em. Từ. Đánh vào con ble bây giờ. Từ đánh nó đi đó. Con ble bây giờ. Đánh vào con ble. Biết rồi. Biết rồi, có con đang chạy lại nữa kìa. Chạy xuống đi Dũng, nó ra chỗ khác đi. Đánh vào nó là bị từ defect, nó bị defect cộng một lút cấp ấy. Có con ngoài đây nữa nè, có con ngoài đây là tôi bự quá, tôi đánh không được luôn á, chứ tôi cầm không được. Đây con này đi. Ok, đứng anh em đứng bảo kê nữa nè. Đó, con mua sao mình còn có 25% máu các bạn. Cắn lên liền. Vô được chưa Hiệt? Từ từ á, từ từ nó vào liền. Người ngoài hot cái. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị làm đồ cửa cho con Ble này. Con Ble này là bị dính một lần đam của mình rồi, nên là mới tụt 40 cộng kìa. Bị xịt. Ok. Thì Ble này nó cũng giống như là con Mosa, cũng giống như là con Ronto hay là Wessel. Nó cũng có platform nha các bạn. Platform của nó thì nó cần cái gì? Cementin, Metal, và con này thì xài đồ nó ít hơn so với Mosa các bạn. Đó, đồ cửa Mosa nó làm to phải cái đáy, nhiều nguyên liệu phải cái đáy luôn. Đó, mày muốn mình sẽ xây một cái thủy cung ở dưới nè. Và đồ đạc mình để dưới đây luôn. Á, mình đi du ngoạn luôn. Con này còn 80 giây nó đẻ. Đưa về nhà là 80 giây. 48 giây nữa là nó đẻ. Mày nhìn nó đẻ luôn ra ở đây. Ý nó đẻ luôn rồi kìa. Đâu? Đẻ rồi nè. Chào mừng con ra đời. Nhận con đi. À, con của em bắn nghe nhận đi. Mãi cái đấy. Đẻ con trong lúc chinh chiến ta đẻ ra con đi. Em có thấy ác mình ác quá không? Đang chiến đấu mà em dắt nó xe đang có bầu bì mà em dắt đi chinh chiến rồi chết rồi. Trong lúc có thì trong lúc chinh chiến ta đẻ ra con. Cái này đáng lẽ chúng nó cần phải làm mày lớn thực tế. Mày lớn lên đi, tôi cho mày chơi mẹ mày. Mày lớn hơn nữa tao cho mày chơi mẹ mày. Chết mẹ, không được em ơi, má kênh anh còn nít không, toàn nít không em ơi, đừng nói mấy cái chuyện mà. Má, nó hơi bị dơ em ơi, cái đó hơi bị dơ luôn đằng khác. Dơ lắm em ơi. Anh nghe anh thấy còn dơ. Con này còn nhỏ mà nó đô con quá ta. Dơ quá, không được. Ê, con này tính là còn nhỏ gì mà nó mạnh quá anh. Đam tay của nó là 308. Ừ, con leo 112 mà em, là khỏe mà. Sau khi mà em nó lớn lên thì nó sẽ em imprint nên nó sẽ khỏe hơn nhiều. Em imprint nên em chăm sóc nó sẽ khỏe hơn nhiều. Nó khỏe hơn bố mẹ nó 35%. Mà hết thịt rồi. Ủa, tính ra là tôi để cái chế độ mà mating hay là lớn mating hay là đẻ mặc định đó mà nó đẻ cũng nhanh không? Không nhanh đâu. Lẹ mà anh. Cũng hơi bị lẹ đó. Ừ. Mười mấy hai chục phút, nửa tiếng hồn. Mà cái thời gian lớn á, má là vấn đề. Ừ, lại đây con. Rồi và bây giờ mình sẽ chờ cho con này xong hả các bạn. Con này thì mình phải đứng canh nó luôn thôi. Chứ sao giờ quý quá mà. Đứng canh nó luôn, không đi đâu cả. Mình rồi đâu, ok, xong rồi anh em ơi. Let's go. Rồi, cho xin lại ông Biotoxin với thịt đùi anh ơi. Rồi, về. Tất cả về. Ui. Đi theo con. Ráng bơi cho lẹ nha. Em lo con đi em nha, qua em đi nha. Không ai lo đâu, yên tâm đi. Con em bơi hơi bị lẹ. Anh không lo đâu, anh té này em chào em nha. Bye bye nha. Bơi lẹ con. Mắc cứt gì bơi chậm chứ con.
mẹ mày tí là với chồng mày nó chuyện buồn cười. Cá mập gì. Ok, hôm nay là các bạn thấy là thành công hơn mong đợi luôn các bạn. Ngoài mong đợi luôn. Quá trời dữ luôn. Mẹ con. Mẹ chồng con vuông, được cái nó giống mẹ. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Bây giờ mình sẽ dẫn nó về, chỉ đơn giản vậy thôi. Và tập sau thì mình sẽ review cho các bạn xem cái sức mạnh của Mosa, thì các bạn đã thấy rồi. Sức mạnh của cổ dài đi. Xem nó bá của bạn nó đạo như thế nào. Và bây giờ thì mình dẫn nó về và tập sau làm được cửa review cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên để lại một like, share và subscribe và bấm vào cái chuông nút đăng ký kế bên cái nút đăng ký ấy, thì các bạn bấm vào thì nó sẽ thông báo cho các bạn những video mình mới ra và giúp cho mình đạt mốc 10.000 subscriber trong thời gian sớm nhất nha các bạn. Okay, cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye các bạn. Okay, xin tất cả các bạn nha.